Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Thì hôm nay mình đang rất là nhiều cái vẽ bùa các bạn này. 35 cái vẽ bùa cơ. Thì mình sẽ vừa miễn phí một lần này. Hôm nay mình sẽ vẽ bùa xem cái độ may mắn của mình như thế nào nhá. Ok, được một cái rương anh em ạ. Bây giờ mình sẽ vẽ 5 lần liên tục anh em nhé. Đối với bùa này thì các bạn có thể vẽ tùy theo ý thích của ý của các bạn luôn. Các bạn thích vẽ hình gì cũng được. Vẽ gì nó cũng ra anh em ạ. Đấy. Ok, mình vừa vẽ được nhiều hoa quá, mình không thích hoa lắm đâu. Thích vàng và thích ruby, đấy, mình ngọc này. Bánh trang phục, ruby. Ok luôn, đấy, các bạn vẽ. Thích vẽ cái gì cũng được, đây là mình đang vẽ ngôi sao rất nhiều cánh này. Ok luôn, lắm hoa thế. Mình sẽ vẽ một hai lần nữa là thôi anh em nha. Để hôm khác vẽ, hôm nay hơi điên anh em này. Này hơi điên, vẽ toàn có ra hoa thôi. Đó, được hai cái rune gì đây? Rune hiệu ứng anh em ạ. Rune hiệu ứng Airport. Ok. Và bây giờ mình còn 10 cái vẽ nốt luôn anh em. Còn 10 cái vẽ nốt hai lần luôn nhá. Rồi, được cái rừng vàng anh em. Rồi, còn 5 lần cuối cùng anh em nhá. Rồi, mảnh tướng là mình được 600 mảnh ngọc. Vâng, ok, vậy là mình đã vẽ hết hoa rồi. Thì bây giờ mình sẽ quay ra mình mua tướng anh em ạ. Mình sẽ đi mua vị tướng nào được nhỉ. Mua vị tướng Lavely này. Đấy, mua vị tướng Lavely nha. Tiếp theo đấy là mình sẽ mua vị tướng Lumia đi. Lumia luôn. Ok chưa? Vâng, vậy là mình đã mua được hai vị tướng nhá. Sau khi mua được hai vị tướng rồi, bây giờ mình sẽ quay ra mình ghép đội. Và quay bùa và mua tướng. Ghép bùa và mua tướng anh em ạ. Sẵn sàng nào. Có hai vị tướng mới test cho các bạn xem này. Chiến thôi. Đây là chơi vị tướng nào được anh em ơi. Làm quả Lumia phát này. Lumia nhá. Vâng, trận đấu này mình sẽ chơi vị tướng Lumia cho các bạn xem. Chiến rồi anh em ơi. Rồi, các bạn cùng xem mình thể hiện vị tướng Lumia, vị tướng phép này nhá. Ok anh em, vậy là đội hình của team mình này. Chắc chắn là có Zoom rồi, Lumia rồi. Có Linji đi rừng. Có Mina, SB, Yuka đi top. Được, đẹp luôn anh em ơi. Quá đẹp, đội hình người ta em bạn có Severa, Alice, có Violet, có Yuka và có cùng có Linji đi rừng. Trận đấu này mình sẽ đối đầu với Severa tem bạn nhé. Chào mừng đến với Bình Nguyên. Được luôn. Đó. Lumia các bạn nhìn thấy đi rất là yếu điệu nha. Đi sổ đánh bông tinh tách vậy các bạn. Đi điệu quá Lumia các bạn nhìn thấy này, đi điệu không? Đi quá điệu luôn. Đi quá điệu luôn anh em ạ. Đâu, một mạng chín công đầu anh em nhá. Được của nó chưa anh em? Quá mạnh anh em ạ. Lumia mạnh đấy, đừng đùa với Lumia nhá. Đây Violet em bạn đâu rồi? Thấy bóng Violet em bạn đây. À đây. Đây anh em ơi. Violet em bạn chạy nhá. Violet em bạn chạy này. Đây, tiếp tục này. Severa đi đây.
Ô kìa, máy mình nó bị đơ anh em ạ, à. Mình có chạy vào đấy đâu, tự nó chạy nhá. Vút về mà không vút được, tông pin ra thì cũng chết luôn. Chủ nó bắn đầu quá. Quả đấy đúng là máy tự nó chạy anh em ạ. Xem xét lại cái máy này này. Đấy, chiếc điện thoại mình này. Đấy, đang chơi game. Thế trừ. Buồn quá đây anh em. Ăn được mạng thì giá cho tem mạng một mạng. Quả đấy đáng lẽ là mình không chết quả đấy đâu anh em ạ. Đáng lẽ mình không chết quả đấy. Đáng lẽ mình không chết quả đấy đâu. Chết quả oan quá anh em. Còn như ăn thị màu vậy anh em ạ. Bây giờ xuống ý sổ ui kìa kìa. Ui kìa. Ủa kìa, quả đấy là mình lại không vút mà lại để. Không vút mà lại để cho nó bắn tự nhiên anh em. Ok, 2-1-1 anh em ạ. Để nối đầu với Severa tay mạng nha. Severa tay mạng này. Wow, đau quá nhờ. Đau nhờ. Ui giời, quá khinh địch rồi. 3-2. Rồi, con số đẹp luôn. Không sao anh em ạ, trận đấu này thì chắc chắn là win rồi, không phải lo. Trận đấu này win đấy. Không phải lo gì cả. Đấy, lên gì ăn Severa rồi nha. Kinh địch quá mà. Đây anh em, Violet nào. Violet. Mày dùng hết ulti chưa? Đau chưa? Ủa kìa. Lại bị thằng Linzian anh em ạ. Lao thế nhờ. 3-3-2. Chết rồi, chơi cứ để cứ ăn được mạng lại mất một mạng, cái này hỏng thế nhờ. Trận đấu này thì không được MVP rồi. Trận này thì không được MVP rồi. Zone này mình đang 4-0 anh em ạ. Mình ăn nhiều mạng thứ hai nhưng mình chết rất là nhiều mạng. Đau chưa? Có mạng anh em ơi. Đây anh em. Nhẹ nhàng chưa anh em? Nhẹ nhàng tình cảm chưa? 4-4 nha. Con số rất là đẹp. Thêm một mạng nữa anh em ạ. Quá nhẹ nhàng tình cảm chưa? Chơi với ra thêm mạng nào. Ồ, đi đây, ăn bùa xanh anh em nhé. Đấu này thì win chắc luôn. Đồng đội chơi quá hay luôn. Đồng đội chơi quá hay luôn anh em ạ.
Giờ tung lên ngay chứ. Đây anh em, Violet này, Violet này. Úi dồi, thằng Yuka tay mình gần chết anh em ạ. Ok chưa? Úi dồi, quá đáng sơ cấp, tay mình chơi. Dồm dồm, dồm gần chết anh em ạ. Dồm gần chết anh em ạ. Ok, Mina kìa. Ủa, Mina đây mình nó mạnh kìa. Ok. Trời ơi trời. Như một cái gì, như một cái gì đây anh em ạ. Lại hỗ trợ anh em nhá. Có mạng ngay chứ, có mạng ngay. Phải lên, lên ăn lấy một mạng cho anh em. Lên ăn lấy một mạng cho anh em. Đây, 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 đây. Đây anh em. Đây anh, ủa rồi ăn hai mạng luôn anh em nhá. Một phát ăn hai mạng luôn. Áp đảo tên mạng anh em ạ. Quá là ghê gớm. Áp đảo chưa, áp đảo chưa. Áp đảo chưa. Giờ mình dùng ulti thôi là đội tem bạn là đủ nhọc rồi anh em. À, cướp bùa anh em nhá. Rồi chỉ cần đẩy như vậy thôi là ok rồi đấy. Cô thứ 8 trong game. Cô thứ 8 trong game nhá. Rồi quả này là biến về cái thôi. Rồi quả này mình sẽ biến về cái nhá. Gần hết máu rồi. Không liều nữa. Đấy, biến về cái này. Chín tiếp anh em mà. Ôi 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 kìa. Xem mà. Ôi 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 zoom. Zoom ra mình kìa. Ôi ôi zoom. Rồi nó ăn mạng như mưa đây anh em ạ. Ăn hết mạng tên mạng rồi. Hai người tên mạng đang sống rồi. À, cái thằng Linh Di đang ở đây anh em này. Linh Di nó đang ở đây anh em ạ. Tên mạng đâu hết rồi. Tên mạng đâu hết rồi. Tên mạng của kìa. Như cái gì giáng xuống anh em ạ. Nhưng mà giáng xuống ghê gớm luôn. Giáng xuống ghê gớm luôn anh em. Win win anh em ạ. Win rồi, cái mạng không trụ lâu nữa rồi. Cái mạng không trụ lâu rồi anh em ơi, win mất rồi. Phải là lính đang bắn nhà, đang đánh nhà rồi anh em ạ. Violet kìa. Violet ra có đỡ ở nhà không? Violet bắn lính chứ. Cái thằng Violet này. Cái thằng Violet này giải thế. Chào. Úi dồi, các bạn nhìn thấy chưa, các bạn nhìn thấy thấy gì chưa. Mình ulti đấy, ulti đấy các bạn ạ. Hỗ trợ được 14 mạng. Để mạng chết hết là win rồi anh em ơi. Mình sẽ phải ra rồi, win anh em nhá. Không thể kéo dài hơn được nữa rồi. Ok anh em, vậy là trận đấu là kết thúc anh em nhá. Rất là nhanh, win cực kỳ nhanh luôn. Đấy, quá nhàn luôn, Lumia hỗ trợ ăn nhiều mạng, hỗ trợ quá là khét. Mạng yếu xong không lót được anh em này. Đấy, xem ai được MVP nhá. Mình nghĩ chắc là Zoom anh em ạ. Bạc 3 2 sao. Một trận đấu lên là 2 sao luôn. Quá nhẹ nhàng, 7 lần thần thánh này. Vâng, mình được siêu thần SS tướng phép anh em ạ, mid. Đấy, hôm ngoài dự đoán mình là Zoom được MVP nhá. Mình vừa like cho Zoom cái. Vâng, vậy là video mình sẽ tạm dừng. Hẹn các bạn ở video tiếp theo ngày mai của mình nhá. Bye bye các bạn.